mà information này, chỗ mà mình tới muốn có những cái gì ở đây là mình biết hết. Đó. Trả tiền có parking. Ở đây có cái đường hiking đi xuống dưới nè các bạn. Chụp cho đẹp lắm nhưng ok. Bây giờ là hai vợ chồng Lâm Râu này đi xuống để coi cái cảnh này rất đẹp các bạn ơi. Đây là cái cầu này. Đó. Đây cái cảnh đang đi xuống. Ôi trời đẹp quá. Trời ơi. Quá đẹp luôn. Wow. Nước xanh trong vắt luôn. Chúc chân người ta xuống quá trời đông kìa. Wow, đẹp quá. Một bên là rừng cao, một bên là wow. Coi kìa các bạn. Chúng ta cởi để coi cái view này. Rồi, nó làm safety quá. Ôi, này. Wow. Chúc chào các bạn coi này. Mình tuốt trên cao lắm đó. Ôi trời đẹp quá trời ơi. Thật sự là nó giống như là trong tranh luôn đó các bạn, chứ không phải là ở ngoài nữa. Wow, cảnh đẹp quá. Thật sự luôn á. Quá đẹp luôn. Còn cái cây này, cái cây mà nó làm giống như trong tranh vẽ vậy chứ không phải là. Wow. Sập này các bạn. Đây nó sập ra này. Ồ, nó sập rồi tại vì cái cây, rễ cây các bạn ơi, ghê chưa? Cái rễ cây nó ấy xong rồi, ồ cái mấy cái tảng đá cái nguy hiểm quá, ghê quá, giống như nó muốn sập luôn rồi. Ồ chà, ghê quá. Rễ cây nó mọc xong rồi nó ăn vô trong cái kẽ nứt á, xong rồi nó từ từ nó lớn á. Là bắt đầu nó đủ cái đá ra luôn. Tranh vẽ chứ không phải là cảnh ở ngoài các bạn ơi. Thật sự là hùng vĩ và đã quá. Đây, người ta đang ấy ta ném kìa, nó chơi nó ném đá xuống nó hơi nguy hiểm. À, rồi đây đó. Là đó. Đó. Này, chụp cái hình cái này hình thao phá rồi dưới hang động đó. Take this off so you can see who that is. Bây giờ kim hết là nó làm như vậy là cho an toàn nha các bạn. Mình đi mà lỡ chân mình không có té xuống cục sâu. Trời các bạn thấy thấy cái cây kìa. Cây to chưa? Wow. Trời ơi coi cái cây kìa. Quá wow, trời to luôn các bạn ơi. Cái vỏ này trời ơi coi nè. Wow. Tắp luôn. Trời cây kìa. Cây trên kia như có cây bự nữa kìa. Cây dỗ, oh, trời ơi các bạn ơi, những cái cây kìa. Wow, đẹp quá. Lúc này tôi thấy cái cây kìa, giống như là cái một cây mà nó rẽ ra làm đôi kìa các bạn. Ngồi lên luôn. Đó là cái võng nha. Rồi, hay kìa. Wow. Từ cái rẽ xong rồi nó, cái cây xong cái rẽ, cái cây nó chết xong rồi nó đẻ ra một cây. Ấy, té. Rồi. Wow. Đây như cái võng vậy đó. Đẹp quá. Mình đang ngồi trên võng nha các bạn. Wow. Đó là cái cây đó. Wow. Đẹp chưa? Wow. Đây nó cũng giống vậy này nhưng mà nó chưa có ai chứ ấy này, nó cũng võng xuống này. Đó, đây cũng vậy này. Ồ, cái rễ coi kìa. Quả rễ quá. Đẹp chưa? Wow. Hay ha. Wow. Rễ đẹp quá. Các bạn thấy không? Đây là có gốc cây này. Big big quá. Thank you guys. Đây là nó có chỗ đi picnic nè. Mình đốt lửa. Nó đốt lửa luôn rồi ngồi chơi nè. Mình ngồi chơi. Đây là cảnh của bãi biển. Ở đây là mình đã nghe được tiếng của sóng. Dạ, tiếng nước biển á. Sóng vỗ. Sóng vỗ mà rơi được như này. Sao rơi thì rơi. Đấy rồi. Trời ơi các bạn ơi, đẹp quá. Như những cầu kia. Trời ơi. Nước nó đang lên hay sao, nó chảy quá trời, nó chảy mạnh quá. Đẹp quá các bạn ơi, chỗ này thật sự là quá đẹp luôn á. Wow.
chút cha coi cầu kìa. Ô cái cầu nãy là mình trên đó kìa phải không em? Đó, đó cầu đó, tí nữa mình sẽ lên trên đó quay xuống cho các bạn coi nha. Đó. Bây giờ mình đang ở dưới đó. Wow, đẹp chưa? Cao quá trời luôn. Wow. Ô đẹp quá. Bây giờ có cái thuyền nó đang đi kìa. Trời ơi. Rất đầu thấy chưa biết ngay mà giờ chơi dài coi cái nước nó đang chảy vô kìa, đẹp chưa? Wow các bạn ơi, quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow thấy không, thật sự là quá đẹp luôn. Lạnh, nước đây là lạnh rồi, đẹp quá. Ồ có hai đó, cái cầu nãy mình đi trên đó kìa các bạn. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn coi này. Khúc cái khúc này nó giống như ở trong tranh vẽ đó các bạn. Đó. Đó, thấy không? Y đúc là như trong tranh vẽ vậy đó. Lạnh lắm. Đây, nước đang vô mà. Nước nãy nó còn ấm chứ bây giờ nước lạnh mà vì nước đang lên đó. Wow. Trời ơi, nước này các bạn, nước nó trong xanh luôn á. Nước nó trong xanh ở trong đây rồi. Nước trong xanh trong vắt luôn á, nhưng mà nước ở đây nó lạnh lắm các bạn ơi, nước đây nó rất là lạnh, nó lạnh và mình không có thể nào mình thấy được đâu. Này, đây còn cái bờ đá này, tí nước nó lên là nó lên tới trên chỗ cái hai người nó đang trên đó đó, lên tuốt trên đó đó. Đó. Đó, giống như là cái khép á, cái ấy đó. Cái hang động đó. Cái hang động đá nó xoáy mòn rồi nước nó chảy mùa mưa đó rồi mà nó xuống cái gì. Wow, rong biển này. Khi mà nước nó lên là mấy cái này nó sống. Dạ nó sống lại. Bây giờ là nó. Tại vì nước khi nước nó lên tới trên này rồi. Trời ơi có gì. Quay đi, nhiều con nó đang nhiều sống. Loại con nữa. Đó. Nước lạnh mà trong lắm, trong nước trong vắt luôn các bạn, trong xanh luôn á. Ghê kia kìa, lúc nãy mà mình tới sớm á là mình ra ngoài hai cái tảng đá đó được bạn, bây giờ nước đang lên lại rồi cho nên là mình không có ấy được, bây giờ nước nó đang vô rồi. Có hai người đang bơi kìa, đang bơi ngoài đó kìa, nước nó đang chảy như vậy mà sao bơi nổi. À, đi chơi thấy cầu không, cầu đẹp lắm, nó nhìn giống như là mình trong tranh vậy đó, thấy không các bạn, thấy không đó, đó trời ơi đẹp không, nước lạnh quá hả, nước lạnh quá đó, thấy không các bạn. Giờ mình cũng xoay 360 độ cho mọi người coi ha, cái cảnh này này coi được các bạn, quá đẹp luôn á. Thật sự nếu mà mình muốn mà coi ấy thì chỉ có tới đây thì mới thật sự biết được cái của nó thôi, nhưng mà ít nhất mình cũng quay cho bạn thấy được nó như thế nào ha. Đó, thấy không, 360 độ nha các bạn. Đó, đó giống như trong tranh dòng nước. Nhưng mà đây là chỗ này rất nguy hiểm nha các bạn, nhiều người rớt từ trên xuống dưới, nó cao lắm mà nước nó chảy xiết nguy hiểm, đẹp nhưng mà rất là nguy hiểm. Cái tàu nó đang vượt qua cái chỗ eo biển đó này, tại nước nó đang chảy xiết đấy, cho nên là tàu nó cũng chạy cũng mệt lắm đó các bạn. Đó, tàu nó mạnh lắm đó mà nó chạy coi như là cũng ê luôn đó, nhưng mà nó chạy nó né, thấy không, cái dòng nước xoáy là nó không có chạy né qua bên kia, vì cái dòng mà nước xoáy đó mà chạy vô là nhiều lúc thuyền không muốn lên nổi luôn, bởi vì nước nó đang lên nhanh lắm. Đây, các bạn có thấy những cái cây kiểng không? Cây ở trên núi không? Nó giống như là thật sự quá đẹp. Mình không biết nó diễn tả như thế nào luôn. Giống như trong phim Hồng Kông nhỉ em ha? Những cái cây, trời ơi, quá trời đẹp luôn. Nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Nói chừng nó té em ơi. Nó trơn lắm á,
careful, slippery rock. Đi này nó nguy hiểm lắm. Tại vì rong rêu quá các bạn, nó trơn cũng như mình không. Trời ơi, coi nè, rong rêu. Đó. Rất là nguy hiểm và cũng rất đẹp. Nó là đẹp, một kiểu đẹp, theo kiểu hoang vĩ. Thiên nhiên, cái sự thiên nhiên này này. Cái này là tảng đá bự lắm. Cái lèo lý tưởng rồi này. Trèo lên trên phá gì đó. Đúng rồi các bạn, nước đẹp. Cái cầu cái tảng đá quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đó, hai chiếc tàu kia đi ngược dòng sông nó chạy nhanh nha các bạn. Ngược ngược cái dòng nước, xuôi theo dòng nước á, nó chạy nhanh nha. Xanh xanh xinh. Nước quá đẹp, trời ơi, nước trong khắc luôn á. Không diễn tả nổi luôn á. Mà không ai bơi được nữa sao, nó lạnh quá. Quá lạnh luôn á, xuống là như đá vậy đó. Cho nên hỏi ai ở đây mà dù có biết bơi giỏi đi nữa là nó lạnh cũng chịu thôi à. Trong vòng 15 phút là bị cống liền. Ồ, cây láng quá. Thôi ai cũng rờ vô đó rồi. Cây đẹp quá. Ừ, cây đẹp quá không giống rờ. Ở đây là cái cầm cầu này. Đó, đây các bạn. Đây. Ở đây là cái cầu này. Thuyền bè đi ở dưới kìa, trời ơi. Ghê chưa? Đó, đây là cái cầu này các bạn. Nước sông nó đang chảy quá trời, trùng trùng dưới kìa. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Nó có những cái trail để đi xuống này. Ôi chà. Không có đề bao nhiêu mai ha. Dạ. Ôi trời, đây này. Bây giờ mình đã lên trên cầu rồi nha các bạn. Đây, trời ơi. Đây là bên kia cầu. Nãy là mình ở phía bên kia các bạn. Bây giờ mình qua bên này, mình quay phía bên này cho các bạn. Ôi trời, sâu chưa? Thăm thẳm luôn á. Trời ơi. Đây có cái hòn đảo nằm giữa nữa kìa, hay quá ha. Đẹp quá. Ha. Ôi trời ơi, nhìn xuống chóng mặt luôn á. Tự nhiên nó giờ tóc gáy nổi da gà luôn á. Các bạn thấy không, nước rất là trong mà xanh. Trời ơi, coi kìa. Rất là đẹp. Cái này rớt cái phone cái rồi thôi là miễn luôn. Ra ngoài kia là mênh mông. Trời ơi, nhìn xuống trong mặt luôn các bạn ơi. Trong mặt mà nó rợn da gà luôn á. Ma mình không sợ nhưng mà mình sợ. Cái này quá cao. Trời ơi, coi xe cái thuyền nó chạy nó lượn kìa. Wow. Nước ấy nó lượn kìa. Thằng này nó cố tình nó chơi đó các bạn. Nó cố tình nó chạy và để nó... nó vui đấy. Đó, wow. Còn thằng kia thì xuống thì chạy nhanh hơn kìa, thấy không? Cái tàu đó. Đá xuống kìa. Nước trắng xóa luôn. Wow, đã chưa? Đó, đẹp chưa? Trắng tinh luôn. Wow. Ê! Nó giơ tay nó chào. Rồi bên kia là hồi nãy mình cái biển đó, hồi nãy mình đi xuống ở dưới cho các bạn coi rồi đó. Đó, nãy là cứ nãy mình kia phía dưới đó các bạn. Đó. Đó, đây dưới kia kìa đó, nãy là. Đây các bạn, đây cái tàu kia là cái tàu mà nó chở mình đi chơi đó các bạn. Nó tour đó. Mình giống như quay lúc đầu đó. Tour boat đó. Còn bên kia là có người kìa các bạn. Đó. Đó, họ đang try đi xuống đó, thấy không? Đi xuống chút dưới đó. Từ xuống. Đó. Nhưng mà nguy hiểm. Cái vực đá nó sâu lắm các bạn. Có
có rất là nhiều người đã trượt chân và té và đã không những cái mà mình không muốn mà nó cũng đã xảy ra, cũng rất là nguy hiểm đó, quá đẹp rồi đó. Giờ đây này các bạn, không thấy người đi liên tục, xe cộ nó kẹt luôn đó các bạn. Cái đây là cái mùa dịch mà nó như vậy nè các bạn, những mấy cái mùa kia trời nó đông lắm các bạn, khách du lịch đông lắm. Mùa này nó bớt thì trên này là dân local thôi, dân ở người ở đây thôi đó, mà nó như vậy rồi đó. Này nãy giờ vợ chồng Lâm Râu đưa các bạn đi thăm điểm reception pass rất là đẹp và vui đó, thì quá đẹp các bạn, nó giống như là tranh vẽ gì đó. Nó thật sự mình cứ nói đi nói lại thật sự, nhưng mà nó quá là hùng vĩ. Các bạn ở đây thì thấy rất là đẹp, rất là thật sự cái trong cái video là nó đẹp đó là một phần thôi, nhưng mà ra đây thì mình thấy cái con mắt chính cả mắt mình thấy thì nó quá là hùng vĩ các bạn. Thôi thì bây giờ mình cũng video cũng đã dài rồi ha, và bây giờ các bạn cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và nhớ bấm chuông đăng ký và chia sẻ rộng rãi. Mình sẽ gặp các bạn trong những video tới nha. Rồi, chào cả nhà nha. Cảm ơn. Bye bye. Bye bye. Bye bye.